Kính thưa quý vị, lễ truy điệu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức trọng thể vào hồi 7 giờ sáng nay. Dự lễ truy điệu có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng gia quyến và bạn bè thân hữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã từ trần hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi. Sự ra đi của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Sau lễ truy điệu, linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được di chuyển lên Linh Sa, an táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lễ truy điệu đồng chí Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xin phép được bắt đầu. Xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2001, hưởng thọ 61 tuổi. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta ở thành phố Hải Phòng. Phát huy truyền thống yêu nước của gia đình và quê hương, đồng chí Lê Văn Thành đã tích cực học tập, lao động, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1998. Từ tháng 6 năm 1998 đến tháng 11 năm 2005, đồng chí là Bí thư Chi bộ, trưởng phòng kế toán, kiêm trưởng ban quản lý dự án đô thị xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ tháng 5 năm 2021, đồng chí tiếp tục được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Những người gia quyến và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí trở về vị trí cũ để dự lễ di quan đồng chí Lê Văn Thành và tiễn đưa đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà xã Tân.
Sinh thời, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được cho là người dám nghĩ, dám làm, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Trước khi nhận nhiệm vụ Phó Thủ tướng, ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Trong 7 năm giữ cương vị Chủ tịch Bí thư Hải Phòng, ông Lê Văn Thành đã đánh thức thành phố sau cơn ngủ say, giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Sự thay ra đổi thịt đó mang dấu ấn lớn của ông. Có lẽ cũng vì thế mà người dân thành phố Cảng đặt cho ông tên gọi gần gũi, người đánh thức Hải Phòng. Khi nhận nhiệm vụ là lãnh đạo thành phố Cảng, ông Lê Văn Thành đã từng nói: "Tôi luôn đau đáu khát vọng đưa thành phố Hoa Phượng Đỏ bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ." Thực tế, trong giai đoạn ông giữ vị trí người đứng đầu thành phố, Hải Phòng đã phát triển đột phá, các dự án 1.000, 2.000 tỷ đồng được thực hiện mà không cần chờ nguồn ngân sách của Trung ương. Hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng nông thôn mới, mở rộng quy mô và chỉnh trang đô thị. 5 năm dưới thời Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, tổng vốn đầu tư của thành phố đã lên tới gần 564.300 tỷ đồng, gấp 3 nhiệm kỳ trước, trong đó 90% là vốn ngoài nhà nước. Ông cũng đã chỉ đạo rốt ráo thực hiện đưa nhiều công trình vào sử dụng sớm, giúp cho vị thế thành phố thay đổi. Bên cạnh thu hút các dự án đầu tư nước ngoài FDI tỷ đô, Hải Phòng thời kỳ này là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong nước. Vingroup đầu tư hoàn thành nhà máy sản xuất ô tô VinFast, Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Thời kỳ ông là lãnh đạo thành phố, kinh tế Hải Phòng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm GDP bình quân tăng, quy mô kinh tế được mở rộng, đứng thứ hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. GDP bình quân đầu người của thành phố năm 2020 ước đạt 5.863 đô la Mỹ, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội 15. Không chỉ có những quyết sách đưa Hải Phòng đi lên, mà ngay khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, ông thường xuyên kiểm tra thực tế các công trường, đặc biệt là các tuyến cao tốc Nam Bắc, đốc thúc các đơn vị nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, toàn quốc có 3.000 km cao tốc. Không những thế, với trọng trách Phó Thủ tướng, ông thường xuyên có mặt tại tâm bão, rốn lũ để kịp thời chỉ đạo cùng các địa phương chịu thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai. Sự ra đi của ông, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là sự mất mát to lớn của Đảng, Chính phủ và gia đình. Ông ra đi nhưng những hình ảnh về người lãnh đạo sâu sát, trách nhiệm, quyết liệt, gần gũi sẽ mãi còn ghi dấu ấn trong lòng các thế hệ cán bộ địa phương và nhân dân thành phố Cảng anh hùng. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa kính viếng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng đại diện các bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội cùng đến viếng và chia buồn cùng với gia đình. Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng. Đúng 9 giờ sáng, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu cùng vòng hoa mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành" đã bắt đầu lễ viếng. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp theo sau là đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo nhà nước vào kính viếng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu cùng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và các lãnh đạo Quốc hội cũng đã tới đặt vòng hoa kính viếng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn Chính phủ cùng các thành viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ đã tới đặt vòng hoa kính viếng. Sau lễ viếng, thành kính chia buồn cùng gia quyến, đồng chí Trương Thị Mai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự tiếc thương, ghi nhận công lao tâm huyết và trách nhiệm đóng góp cho địa phương và đất nước của đồng chí Lê Văn Thành. Trong đó, người có thời gian làm việc trực tiếp cùng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhiều nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí, người con ưu tú của thành phố Cảng, anh hùng, người đồng chí, đồng đội thân thương, yêu quý của Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.
với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm về phong cách lãnh đạo và sản phẩm cụ thể cho Hải Phòng, cho nhân dân và cho chính phủ. Đồng chí Lê Văn Thành mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân. Noi gương đồng chí, chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì nhân dân phục vụ và phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng nhận được nhiều danh hiệu, huy chương cao quý như Huân chương Lao động hạng 3, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Lễ truy điệu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2023. Lễ an táng được tổ chức trước 11 giờ cùng ngày tại quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.